Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn loại sáo bầu màu đen như trên hình. Đấy, rất là đẹp. Vâng, trên của nó khắc chữ chữ này như là chữ hỷ mà mình không nắm được. Đấy, để cầu mọi sự an lành. Đây, cái này là đen tím bạn nhá. Đen tím, nếu mà nó ra màu ra ánh nắng ấy thì nó sẽ có là màu tím. Còn bình thường nha, nó sẽ là màu đen 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 hơi hơi tím. Đấy. Sáo bầu này thổi cũng khá là hay. Và mình cũng khá là tâm đắc vì là cái lô thầy về nó âm của nó cũng khá là tốt. Đây mình nhập qua khoảng tầm 200 quả. Đấy. Đấy. Để mình thổi thử các bạn cùng biết về âm của nó nhé. Nếu mà quả bầu âm nó không được tốt ấy, thì là khi mà mình thả hết các nốt ra để thổi cái nốt cao ấy, thì thường thường cái nốt cao đấy thổi nó sẽ rất là bí hoặc là rất là nhỏ. Đấy, như cái này rất là tốt. Đấy, tiếng nó thoáng. Và khi mà thổi các nốt trầm ấy mà nó bị thường thường như cái nào không tốt ấy, thì là bầu nó sẽ bị sai cái nốt đồ, tức là nó nghe nó e. Cái này nó không bị. Âm của nó là thoáng mà hai. Và đây đây là vấn đề 200 quả bạn nhá. Đấy, vâng, nếu các bạn là muốn tư vấn gì về sáo bầu, sáo mèo hay là tiêu sáo thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là 0965 997695. Các bạn biết số này trên Zalo hoặc là Facebook là đều thân nick mình nhé, 0965 997695, là fanpage nhạc cụ Quang Hưng, website nhạc cụ Quang Hưng.com. Vâng, xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành.